Thái tử quyết chí, xuất gia tầm đạo, vợ đẹp con yêu, cung vàng địa ngọc, không sao giữ được. Bước chân thái tử, mùng 8 tháng 2, ngài đã vượt thành xuất gia. Kính thưa toàn thể đại chúng, Thái tử Tất Đạt Đa phát nguyện tu khổ hạnh, là đến cái khu rừng này để tu khổ hạnh. Cái rừng này gọi là rừng khổ hạnh. Tất cả các đạo sĩ muốn tu khổ hạnh thì đều về cái rừng này. Cái chỗ này ngày xưa nó gọi là cái rừng tu khổ hạnh, gọi là khổ hạnh lâm đấy. Và nó rất là tùm, rất âm mưu, rất đáng sợ. Nghĩa là người là không có bản lĩnh vào đây là không chịu nổi, cực kỳ đáng sợ. Và Thái tử đã 6 năm khổ hạnh ở đây. Thế thì chúng ta hiện nay là đang ở trong cái khu vực, nó thuộc cái rừng Oruvela, Yêu Lâu Tần Loa. Năm xưa là cái rừng tu khổ hạnh của các đạo sĩ tu khổ hạnh ở đây. Thế và nói rằng đó, Thái tử tu khổ hạnh đây mà đến khổ hạnh đến cái mức gọi là cùng cực, gọi là khổ hạnh và bậc nhất luôn. Nghe thấy ngoại đạo họ bảo cái gì tu như thế nào mà đắc được đạo là ngài làm hết luôn. Kể cả là ăn phân bò, hay họ bảo đừng ăn giữa hai nhà, người đàn bà có thai cho đồ ăn cũng không ăn, ăn không đắc đạo được là cũng thực hành luôn. Ở đây chúng ta thấy là một cái tâm nhiệt thành cầu đạo của Thái tử. Đại chúng hiểu không? Cái tâm nhiệt thành nghĩa là ai người ta bảo tu thế nào mà đắc đạo là tu. À, người ta bảo nằm giường trên gai ấy là đắc đạo thì cũng nằm. Nghe không? Hay là người ta bảo là ăn ngày một hạt mè thế là cũng ăn. Chúng ta thấy á, Đức Bồ Tát đã thực hành cái gì là ngài thực hành đến tột cùng luôn. Phải không? Và đây là một người gọi là có ý chí, có sức tinh tấn rất là dũng mãnh. Cái tâm thiết tha cầu đạo như vậy mà người tu chúng ta thì phải tập cho mình được cái đấy. Tức là cái lòng khao khát thiết tha cầu đạo, cái đó phải có. Chứ cái người mà tâm lững thững lơ thơ lờ đờ giật giờ không bao giờ làm được việc gì cho ra hồn. Các con hiểu chưa? Tất cả ở đây các con phải tự mình xây dựng cho mình, tự mình rèn cho mình có một cái tâm thiết tha như vậy. Đã làm việc gì thì đặt một cái quyết tâm thật cao. Hiểu không? Phải có một cái quyết tâm như vậy, giống như thế này. Mặc dù cái việc làm của Thái tử giai đoạn này, cái sự tu tập này sai lầm tà kiến, nhưng mà cái này để nó toát lên cho chúng ta thấy được rằng một cái ý chí mãnh liệt, một cái tâm cầu đạo thiết tha, một cái dục như ý túc. Dục như vậy ấy, gọi là dục như ý túc, thì tất cả mọi cái nó phải thành tựu. Cái lòng khao khát như vậy mới được. Thế còn ai mà có cái tâm cứ lững thững, làm việc gì cũng lờ đờ, ngay trong công việc hàng ngày mà lờ đờ, không nhiệt thành, thì người đó không thể làm tu đạo được. Các con nhớ rồi, sư phụ trong chúng cắt cử công việc cho mình, vì mình đã nhận là mình làm cho bằng được, đặt một quyết tâm cao nhất thế mới được. Tức là phải rèn cho mình cái tính như vậy. Các con hiểu chưa? Phải rèn cho mình cái phẩm chất, có một cái tính, cái năng lực như vậy, từ trong việc nhỏ thì rồi mới đến việc lớn được. Cái người có cái phẩm chất nhiệt thành, nhiệt tình như vậy á, thì tất nhiên nếu mà ác thì cũng rất ác, nhưng khi người ta đã chuyển hướng thành người tốt thì sẽ cực kỳ là tốt và mới tiến đạo được.